Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Ông Thiên qua đời, bão hôn mê và những hành động độc ác của mẹ con bà Thanh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Mùa Sậy Trổ Bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Diễn biến hấp dẫn mở đầu với bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt. Tiếng điện thoại vang lên giữa đêm khuya làm Duy Bảo tỉnh giấc, và điều đó báo hiệu một sự việc nghiêm trọng sắp xảy ra. Tiếng gọi của Vũ, người trợ lý và cũng là người bạn thân thời thơ ấu của anh, vang lên đầy hoảng loạn. "Anh Bảo ơi, cứu em với, em bị phát hiện ra rồi." Trái tim của Duy Bảo như bị bóp nghẹt khi nghe thấy giọng của Vũ. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, lo lắng. "Vũ, cậu đang ở đâu vậy?" Ngay lập tức, một hình ảnh được gửi tới điện thoại của anh. Vũ đang bị trói chặt, gương mặt bầm dập với nhiều vết thương rướm máu. Những vết tích của sự tra tấn tàn bạo làm Duy Bảo gào lên trong tuyệt vọng. "Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu." Nhưng giọng nói lạnh lùng kia đáp lại: "Mày nói gì cũng vô ích, quan trọng là mày sẽ làm gì tiếp theo." Cuộc gọi tắt ngang, để lại Duy Bảo với cơn giận dữ và lo lắng. Trong đầu Duy Bảo, một cái tên hiện ra rõ ràng: Khôi là người đang đứng sau mọi chuyện. Và như để xác nhận suy đoán của mình, ít phút sau, Khôi gọi điện cho anh. Giọng hắn đầy vẻ tự mãn, như đang đắc thắng. "Chắc tâm trạng của anh bây giờ không tốt lắm đâu nhỉ?" Duy Bảo cố gắng kìm nén cơn giận, trả lời bằng giọng bình tĩnh hơn: "Mày nói gì tao không hiểu." Khôi cười nhạt: "Đừng giả bộ, thằng Vũ đang ở trong tay tao. Nó dám phản bội tao, giúp đỡ mày, nên bây giờ tao sẽ quyết định số phận của nó." Duy Bảo cắn răng, tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Mày phải xem lại bản thân mình đi. Tại sao không có ai trung thành với mày?" Khôi tiếp tục khiêu khích: "Thật không ngờ mày lo lắng cho thằng Vũ đến vậy. Tao đoán là nó không chỉ là trợ lý mà còn là thằng bạn nhà quê cùng lớn lên với mày ở Cù Lao đúng không? Thật là thú vị." Duy Bảo biết rằng việc cãi vã với Khôi không giải quyết được gì, nên anh đi thẳng vào vấn đề: "Điều kiện của mày là gì?" Khôi bật cười, giọng đầy vẻ thỏa mãn: "Mày phải đến chỗ tao, một mình. Nếu mày muốn cứu thằng Vũ, thì hãy làm theo những gì tao bảo." Cuộc đàm phán nhanh chóng kết thúc với một thỏa thuận đầy nguy hiểm. Duy Bảo sẽ đến gặp Khôi, đối diện với hiểm nguy, nhưng với hy vọng cứu sống Vũ. Không chần chừ, Duy Bảo lao đi trong đêm tối, bất chấp mọi nguy hiểm. Anh biết rằng mình có thể đang rơi vào bẫy, nhưng không thể để Vũ gặp nguy hiểm. Khi đến nơi, Khôi đã sắp đặt mọi thứ để anh không thể thoát. Duy Bảo không ngờ rằng, kẻ thù của mình đã chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ đến như vậy. Cuộc đụng độ trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi hai cha con cố gắng tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của Khôi và đàn em. Nhưng không may, khi vừa ra khỏi xe, một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc sinh tử, ông Thiên đã dũng cảm đẩy con trai mình ra khỏi đường xe, nhưng chính ông lại không may mắn. Chiếc xe đâm thẳng vào ông, khiến ông Thiên ngã gục xuống đất. Duy Bảo hoảng hốt kêu lên, lao đến bên cha mình, nhưng ông Thiên đã không còn cứu được nữa. Sự hy sinh của ông đã cứu sống Duy Bảo, nhưng đổi lại là nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp. Duy Bảo sau cú va chạm với chiếc xe, cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Tin tức về việc Duy Bảo bị thương nhanh chóng đến tai bà Huệ. Bà dù sức khỏe còn yếu, vẫn tức tốc lên thành phố để thăm con. Khi nhìn thấy Duy Bảo nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà không kìm được mà bật khóc. Nỗi đau mất chồng, cộng thêm việc nhìn con trai trong tình trạng nguy kịch, như những nhát dao đâm vào lòng bà. Mẹ con bà Thanh không ngờ tới kịch bản khi dàn cảnh gây tai nạn cho Duy Bảo, thì ông Thiên lại có mặt, để con trai ra và bản thân hứng trọn cú va chạm, vì quá nặng nên đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng điều khiến mẹ con bà Thanh ngỡ ngàng hơn nữa là khi ông Thiên qua đời, Duy Bảo mất trí, cứ tưởng toàn bộ gia sản sẽ thuộc về Khôi. Nào ngờ, ông Thiên từ lâu đã biết được huyết thống của Khôi. Vốn là người cẩn trọng, ông đã đi trước một bước, lập di chúc để lại toàn bộ gia sản cũng như tập đoàn Trang Thiên cho Duy Bảo. Mẹ con bà Thanh đang nghĩ tới kịch bản tươi sáng cho con trai thì ngờ đâu, sau khi ông Thiên ngồi yên mã đẹp, luật sư của ông tìm tới công bố bản di chúc. Theo đó, sau khi ông qua đời, cái ghế chủ tịch Trang Thiên sẽ thuộc về Duy Bảo, toàn bộ số cổ phần ông sở hữu cũng được để lại cho Duy Bảo. Còn mẹ con bà Thanh, chỉ nhận được căn biệt thự đang sinh sống cùng một vài bất động sản đứng tên ông bà. Bà Thanh gào lên, chuyện quái gì thế này? Bản chúc này từ đâu mà có? Rõ ràng cả Bảo và Khôi đều là con của ông ấy, rõ ràng ông ấy cũng chiều xem thằng Thiên như báu vật. Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Khôi không giữ được bình tĩnh, tiến tới túm áo luật sư, ông có phải bị thằng Bảo mua chuộc hay không? Ba tôi đang rất khỏe mạnh, sao lại có bản di chúc này? Vị luật sư đáp, cậu bỏ tay ra, có gì hãy nghe tôi nói rõ mọi chuyện. Rồi vị luật sư kể lại, hóa ra ông Thiên đã lập bản di chúc này cách đây 10 năm, Sau khi ông kiểm chứng được năng lực bản lĩnh của Duy Bảo và ông có quyết định như vậy, vì từ lâu ông đã biết rõ lai lịch của Khôi. Cách đây 30 năm, sau khi xô xát, ông đã không còn khả năng sinh con, nhưng bà Thanh mua chuột bác sĩ thay đổi thông tin báo của ông đã qua khỏi, để giúp tinh thần ông phấn chấn. Rồi bà lên giường với người đàn ông khác, có được Khôi, nói với ông Thiên đó là kết quả tình yêu của hai người. Ông Thiên phần vì sĩ diện của thằng đàn ông, phần vì vẫn cần nguồn tài chính của bà Thanh nên nhắm mắt nhắm mở xem đó là cốt nhục của mình. Thế nên khi biết được sự tồn tại của Duy Bảo, ông bất chấp thủ đoạn giành lấy anh từ tay bà Huệ để giúp Duy Bảo thoát khỏi nanh vuốt của bà Thanh. Ông cao tay diễn vở kịch đối xử với Duy Bảo độc đoán, hà khắc, còn đối xử với Khôi vô cùng nhẹ nhàng nuông chiều. Ông âm thầm bồi đắp rèn rũa Duy Bảo để anh trở thành người xuất chúng, là ứng cử viên sáng giá kế nghiệp ông. Ông cũng hiểu rõ bản chất xấu xa tham lam của mẹ con bà Thanh nên đi trước một bước lập di chúc phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Giờ giấy trắng mực đen, mẹ con bà Thanh không thể làm gì được. Bà Thanh gào lên, ông đúng là đồ khốn nạn. Hóa ra bao năm nay ông không hề yêu tôi, ông chỉ lợi dụng tôi, xem tôi như công cụ tiến thân. Giờ thì ông để lại hết mọi thứ cho con trai ông nhẫn tâm đẩy mẹ con tôi ra rìa. Khôi nghiến răng, thế mà lúc nào ông ta cũng nói yêu con, nói con là mạng sống của ông ấy. Tất cả chỉ là giả dối. Giờ cả hai mẹ con bà Thanh mới nhận ra ông Thiên thật là đáng sợ, cao tay, nhưng mẹ con cả hai chẳng thể làm gì để xoay chuyển được tình thế. Chẳng biết rồi mẹ con bà Thanh sẽ dở thủ đoạn gì hòng đạt được ý đồ của mình, và Duy Bảo có nhanh chóng bình phục giành lấy những thứ thuộc về mình khiến mẹ con bà Thanh phải trả giá đắt. Khung cảnh u ám tại phòng bệnh của Duy Bảo, nơi anh đang nằm mê man sau vụ tai nạn kinh hoàng. Bà Huệ đứng ngoài cửa, hai bàn tay run rẩy nắm chặt túi áo, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho con trai mình mau chóng tỉnh lại. Từ xa, bà có thể thấy hình ảnh của Duy Bảo, con trai bà, nằm trên giường bệnh với những ống dây y tế đính khắp cơ thể, khiến lòng bà như có lửa đốt. Trong khi bà Huệ vẫn nỗ lực mong muốn vào chăm sóc cho con trai, bà Thanh lại cương quyết ngăn cản. Bà biết rằng nếu Duy Bảo được bà Huệ chăm sóc, quá trình hồi phục của anh có thể nhanh hơn, và bà không thể để điều đó xảy ra. Bà Thanh sợ rằng khi Duy Bảo tỉnh lại, anh sẽ tố cáo bà cùng Khôi, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là mất trắng tất cả mọi thứ mà họ đã tính toán lâu nay. Đó là con trai tôi phải được vào chăm sóc cho nó. Bà Huệ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn đầy sự cương quyết. Bà biết nếu bà không đấu tranh, bà Thanh sẽ làm mọi cách để ngăn cản bà tiếp cận con trai. Bà Thanh, với vẻ mặt lạnh lùng, kiên quyết không lùi bước, bà không có quyền. Đây là bệnh viện của tôi quản lý, nếu bà không muốn gặp rắc rối, hãy rời đi trước khi tôi phải gọi bảo vệ. Nhi và Quyên quyết định cùng bà Huệ báo công an để giải quyết vấn đề này. Nếu bà còn ngăn cản mẹ con tôi gặp Duy Bảo, chúng tôi sẽ báo công an. Quyên cứng rắn nói, đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên quyết. Thế nhưng, bà Thanh không phải là người dễ khuất phục. Bà ta thậm chí còn hăm dọa sẽ gọi bảo vệ đến đuổi bà Huệ và mọi người ra khỏi bệnh viện ngay lập tức. Các người không có quyền quyết định gì ở đây cả. Duy Bảo đang ở trong sự chăm sóc của chúng tôi, và các người nên biết rằng mọi hành động thiếu khôn ngoan sẽ phải trả giá. Trong lúc này, Khôi và bà Thanh đã âm thầm lên kế hoạch thay đổi bản di chúc của ông Thiên. Họ hiểu rằng thời gian không còn nhiều và nếu không hành động nhanh chóng, tài sản sẽ rơi vào tay Duy Bảo mãi mãi. Khôi đã tìm đến một luật sư có tiếng về việc xử lý các trường hợp di chúc không thuận lợi. Dù biết đây là hành động phạm pháp, nhưng trong tình thế này, Khôi và bà Thanh không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt đầy lạnh lùng và toan tính của họ hiện lên rõ ràng khi cả hai ngồi bàn bạc về cách thức thay đổi bản di chúc. Chúng ta phải tìm cách để loại bỏ Duy Bảo. Nó là kẻ duy nhất cản đường chúng ta, bà Thanh nói với giọng lạnh như băng. Khôi gật đầu đồng ý, trong lòng đầy nỗi oán hận với người anh em mà trước đây anh từng tin tưởng. Khôi biết rằng cuộc chiến này không chỉ vì tài sản mà còn vì danh dự và lòng tự tôn của anh. Trong khi đó, bà Huệ vẫn không ngừng lo lắng cho con trai. Bà tìm đến các bác sĩ và yêu cầu được biết về tình hình sức khỏe của Duy Bảo. Dù bác sĩ nói rằng tình trạng của Duy Bảo đang dần tiến triển, nhưng bà Huệ biết rằng chỉ cần một sự chăm sóc nhỏ nhặt cũng có thể giúp con trai bà nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, việc bà Thanh ra sức ngăn cản khiến bà không khỏi đau lòng và bất lực. Một đêm, khi mọi người đã rời khỏi phòng bệnh, bà Thanh lén lút bước vào phòng của Duy Bảo. Ánh mắt đầy toan tính của bà lóe lên trong bóng tối, và trong tay bà là một ống tiêm chứa chất độc. Bà hiểu rằng nếu Duy Bảo tỉnh lại, anh sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn và tương lai của mẹ con bà. Không chút do dự, bà Thanh tiêm vào cơ thể Duy Bảo một liều chất độc nhẹ, đủ để làm chậm quá trình hồi phục của anh nhưng không quá rõ ràng để bị phát hiện. Thời gian trôi qua, sức khỏe của Duy Bảo dù có tiến triển nhưng rất chậm. Điều này khiến bà Huệ càng thêm lo lắng và nghi ngờ. bà quyết định theo dõi sát sao những người ra vào phòng bệnh của con trai mình. Và rồi, bà bắt đầu nhận thấy những hành động kỳ lạ từ bà Thanh. Liệu bà Huệ có phát hiện ra sự thật đằng sau những âm mưu của bà Thanh? Duy Bảo có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, để bảo vệ tài sản và danh dự của mình. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới, like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.